Chứ ta cũng biết là cái chuyện mà câu chuyện chúng ta vận chuyển bệnh nhân trước khi mà bệnh nhân đến viện đây là một cái vấn đề vô cùng quan trọng ở tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới, thì nó là một trong những cái vấn đề rất quan trọng mà có hẳn một cái vấn đề chuyên ngành người ta nghiên cứu về cái vấn đề này. Thì thầy Sơn hay thầy Ước hay là thầy Minh Tuấn ở đây thì có nghiên cứu rất là sâu về các vấn đề như thế này. Thế tuy nhiên là chúng ta trong cái bài ngày hôm nay thì chúng ta đã được nghe rất là nhiều các cái chúng ta được nghe rất nhiều cái vấn đề chẩn đoán và xử trí ở tuyến cấp cứu ban đầu, chẩn đoán rất là hay, chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, chẩn đoán vết thương tim, chẩn đoán sốc phản vệ, chẩn đoán tai biến mạch não, nhồi máu não, xuất huyết não như thế nào. Thế nhưng mà đôi khi là khi trong cái ở cái tuyến ban đầu của chúng ta, cái chuyện mà khi chúng ta gặp bệnh nhân lần đầu tiên, chúng ta là những người cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân, thì cái chuyện mà chúng ta thăm khám chi tiết và chẩn đoán xác định cái nguyên nhân mà bệnh nhân bị là gây ra các cái cấp cứu đấy là cái gì thì nhiều khi lại là không cần thiết, và chúng ta cần phải phát hiện và chẩn đoán các cái dấu hiệu mà ngay trong cái thời điểm đấy nguy hiểm cấp tính và đe dọa cái tính mạng của bệnh nhân để chúng ta có cái xử trí ngay. Và chúng ta cần phải trong cái giai đoạn đó, thì hiện nay ở tại Việt Nam chúng ta biết là nhiều cái cơ sở hay nhiều các cái xe cấp cứu hay nhiều cái đối tượng cấp cứu ban đầu của chúng ta thì vẫn chưa đủ các cái trang thiết bị hay là các cái thiết bị cần thiết để chúng ta xử trí một số cái trường hợp nhất định. Thế cho đó là chúng ta dựa trên các cái vấn đề mà các cái nguồn lực chúng ta đang có, là chúng ta cần phải xác định được các cái mục tiêu hợp lý. Và trong các thời điểm cấp cứu của chúng ta, cái mục tiêu tối quan trọng nhất là chúng ta phải duy trì và phục hồi được các chức năng sống cơ bản cho bệnh nhân. Và cái việc cấp cứu của chúng ta thì chúng ta phải tiến hành thao tác một cách hết sức là nhanh chóng và nhằm phục hồi và hỗ trợ được các cái chức năng sinh tồn của bệnh nhân, cho em sẽ nói rất là ngắn gọn sau đây. Và các cái dấu hiệu đe dọa đến các cái chức năng sinh tồn, và chúng ta phải cố gắng để mà cải thiện các cái tổn thương mà có thể để lại các cái di chứng nặng cho bệnh nhân. Thế thì các cái vấn đề cần phải chú ý trong giai đoạn cấp thì chúng ta cũng rất là đơn giản thôi. Thầy Sơn với thầy Ước đi chúng ta đi giảng bài cũng rất là nhiều rồi. Các cái vấn đề quan trọng chúng ta đơn giản chỉ là ABC. Thứ nhất đó chính là đường thở, cái kiểu thở của bệnh nhân như thế nào. Thứ hai đó là tuần hoàn bệnh nhân ra làm sao. Thứ ba là các cái yếu tố thần kinh của bệnh nhân như thế nào. Và thứ tư là các cái vấn đề khác chúng ta cần phải theo dõi. Thế về suy hô hấp và tuần hoàn thì xin trình bày khá là ngắn gọn thôi. Đó là đường thở và kiểu thở, bệnh nhân có ngưng thở hay không, có tắc nghẽn đường thở hay có tổn thương đường thở hay không, nhịp thở bệnh nhân như thế nào, có quá nhanh hay quá chậm hay không, hoặc bệnh nhân có trong cái tình trạng suy hô hấp hay không. Nếu như có, chúng ta có các cái phương tiện cần thiết như SpO2 các thứ, chúng ta có thể đo ngay cho bệnh nhân xem bệnh nhân có bị suy hô hấp hay không, hoặc bệnh nhân có các cái dấu hiệu khác liên quan đến suy hô hấp chẳng hạn như là thở rít hoặc là không nói được đầy đủ câu, hoặc là có cái dấu hiệu co kéo cơ hô hấp phụ chẳng hạn. Đối với tuần hoàn thì sao, rất là đơn giản, chúng ta xem là ngay trong tình trạng bệnh nhân thì chúng ta có bắt được mạch bệnh nhân hay không, tần số bệnh nhân tim bệnh nhân có quá nhanh hay quá chậm hay không, hay huyết áp tâm thu bệnh nhân có bị tụt hay không, và có các cái dấu hiệu khác mà có thể ảnh hưởng đến mức độ tri giác như giảm tưới máu ngoại vi của bệnh nhân hay không. Và có một số các cái chỉ định cần thiết là khi chúng ta cần phải can thiệp đường thở cấp cứu ngay lập tức, đó là khi bệnh nhân có ngưng thở, có tắc nghẽn đường thở, bệnh nhân không có khả năng duy trì đường thở bằng các cái biện pháp thông thường của chúng ta chẳng hạn như là cung cấp oxy hay là bóp máu chẳng hạn, hay bệnh nhân có các cái chấn thương vùng mặt, có các cái xuất huyết hay là nôn không thể kiểm soát được chẳng hạn, thì đó là các cái chỉ định mà chúng ta cần phải can thiệp đường thở cấp cứu, hay là bệnh nhân mà có cái điểm gas câu mà giảm quá là nhiều mà không thể nào tự kiểm soát được đường thở, hay là các cái rối loạn lâm sàng có thể năng tiến triển ví dụ như là vỏng vùng mặt hay là bỏng đường thở chẳng hạn, các cái nguy cơ khác liên quan thần kinh tăng áp lực độ sọ, hay là các bệnh nhân mà nguy cơ rất là cao mà chúng ta cần phải vận chuyển cấp cứu đi làm các cái thủ thuật khác chẳng hạn là chụp CT, chụp MRI đúng không ạ, hay chẳng hạn như nếu ở bệnh viện chúng ta thì một số các trường hợp mà nếu như mà bệnh nhân cần phải can thiệp cấp cứu hay làm các thủ thuật phức tạp thì chúng ta nên kiểm soát đường thở cho bệnh nhân. Thế thì về vấn đề suy giảm vấn đề tri giác hay một số các cái vấn đề khác chẳng hạn như là vấn đề thần kinh, đơn giản nhất là khi chúng ta thấy bệnh nhân không làm theo được ý lệnh của chúng ta lay gọi bệnh nhân không đáp ứng chẳng hạn. Ngoài ra thì chúng ta đếm cái thang điểm Glasgow nhỏ hơn 9 điểm hoặc nhỏ hơn bằng 8 điểm, hoặc bệnh nhân mà ngay lập tức tụt khoảng 2-3 điểm một cách cấp tính thì chúng ta cần phải để ý ngay những cái đối tượng bệnh nhân này, hoặc các bệnh nhân khác có các cái co giật hoặc là thường xuyên hoặc là kéo dài trong cái quá trình mà chúng ta vận chuyển. Ngoài ra thì nếu như bệnh nhân có các cái dấu hiệu thần kinh khu trú khác thì chúng ta cần phải lưu ý một số các cái dấu hiệu khác, đó là tùy theo cái khả năng của chúng ta có thể phát hiện được, chẳng hạn như bệnh nhân có thể có sốt, có nhiệt độ quá cao hay quá thấp, hay là bệnh nhân có tăng huyết áp hay không. Chúng ta đã nghe bài của tiến sĩ Trần Linh về xử trí cái cơn tăng huyết áp cấp cứu là như thế nào đúng không ạ, huyết áp quá cao hay là quá chậm hay là quá thấp là các cái vấn đề chúng ta cần phải lưu ý, hay bệnh nhân có nôn quá nhiều hay chảy máu không thể cầm được, đó cũng là các cái vấn đề mà chúng ta cần phải để ý trong cái quá trình mà chúng ta cấp cứu và chúng ta vận chuyển ban đầu bệnh nhân. Thế thì chúng ta trên đây có một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là các cái đặc điểm của một bệnh nhân sốc là như thế nào. Thế là chúng ta
một bệnh nhân sốc thì có thể có các cái dấu hiệu chẳng hạn như thay đổi ý thức, có lú lẫn hoặc là có kích thích, hoặc là da xanh xao, lạnh tái, đổ mồ hôi chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc nhịp tim thì rất là nhanh, trên 120 chu kỳ trên phút hay trên 100 lần chu kỳ trên phút chẳng hạn, hoặc là có tụt huyết áp tâm thu dưới 100 mm thủy ngân. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhớ đó là nhiều khi đó chính là hạ huyết áp, chỉ là cái dấu hiệu muộn mà trong lúc đó thì bệnh nhân đã có bệnh cảnh sốc rồi. Và chẳng hạn như bệnh nhân có một số các yếu tố khác chẳng hạn như tần số hô hấp, bệnh nhân trên 30 chu kỳ trên phút, hay là tiểu niệu lượng nước tiểu lớn hơn nhỏ hơn 0,5 ml trên kg trên giờ. Thế thì một vấn đề quan trọng trong cái quy trình mà chúng ta quản lý bệnh nhân cấp cứu đó là chúng ta cần phải quản lý cái tài nguyên của chúng ta. Hiện tại trong cái trong tay chúng ta có những cái gì, có những nhân viên như thế nào, đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta cấp cứu bệnh nhân là chỉ có một y sĩ, một điều dưỡng chẳng hạn thì cũng không thể đòi hỏi chúng ta làm quá nhiều việc trong cái thời điểm đấy, đúng không ạ? Chúng ta phải xem là chúng ta có những cái nguồn lực như thế nào, nhân viên như thế nào, nhân viên đó có thể làm được thời điểm những công việc gì trong thời điểm đó, đúng không ạ? Chúng ta cần phải gọi ai, gọi người hỗ trợ đến như thế nào, chúng ta có cần phải gọi đến các bác sĩ tuyến trên hay không, đúng không ạ? Chúng ta cần phải xác định rõ cái người chịu nhiệm chính, đúng không ạ? Ví dụ có 2-3 người trong cái ekip cấp cứu đấy, một y sĩ, một bác điều dưỡng chẳng hạn, một bác sĩ chẳng hạn, thì chúng ta quy định rõ ai là người chỉ huy để chúng ta các cái câu lệnh, các cái mệnh lệnh chúng ta được đưa ra một cách rõ ràng và mang lại lợi ích nhất cho bệnh nhân, đúng không ạ? Ngoài ra trong các cái tình huống cụ thể chúng ta cần phải tập dượt các cái tình huống thường xuyên có thể xảy ra, đúng không ạ? Đấy là chính là các tình huống mà chúng ta được nêu ra từ trong các cái đầu cái phiên này, từ đầu đến giờ, chẳng hạn tình huống tăng huyết áp cấp cứu, đúng không ạ? Chẳng hạn tình huống nghi tai biến mạch máu não, chẳng hạn tình huống của thầy Sơn đó là bệnh nhân nghi bị sốc phản vệ, hay tình huống của thầy Ước, đúng không ạ? Bệnh nhân nghi bị chấn thương tim, hay là bệnh nhân bị nghi thiếu máu cấp tính chi chẳng hạn. Một cái vấn đề hết sức là quan trọng đó là các cái trang thiết bị và các cái cơ số thuốc cấp cứu tại chỗ của chúng ta như thế nào, là chúng ta cần phải thường xuyên kiểm tra các cái niên hạn sử dụng của nó còn đầy đủ hay không, đúng không ạ? Và chúng ta bố trí hợp lý các cái vị trí đặt thuốc cấp cứu như thế nào, hay thiết bị cấp cứu như thế nào, và trong cái tình huống cấp cứu thì chúng ta cần biết được cái dụng cụ, các cái thiết bị chúng ta cần có là nó đang nằm ở đâu, vị trí như thế nào và sử dụng nó ra làm sao, ví dụ như vậy. Đây, trên đây là cái phác đồ mà CPR cơ bản, đúng không ạ? Chúng ta ai cũng biết cái vấn đề này rồi, đúng không ạ? Nếu cần gặp một người mà có cái ngừng tuần hoàn như vậy, đúng không ạ? Mà chúng ta bắt mạch bệnh nhân không rõ chẳng hạn, chúng ta lập tức phải ép tim ngay, do chúng ta gọi người hỗ trợ. Nhưng đây là cái quy trình CPR rất là cơ bản mà chúng ta đã được học từ rất là nhiều các bài báo cáo khác nhau rồi. Thế đối với cả đường thở, đúng không ạ? Cái đường thở thông thoáng trong cái cấp cứu ban đầu là một cái ưu tiên quan trọng số 1, đúng không ạ? Và ở những cái bệnh nhân mà có tình trạng càng ngày càng, chúng ta phải để ý trong cái quá trình mà chúng ta vận chuyển bệnh nhân, nếu như mà cái tình trạng bệnh nhân càng ngày càng xấu đi, đúng không ạ? Cái đường thở không được cải thiện, chúng ta phải chú ý đến cái giai đoạn đó trong cái lúc mà chúng ta đánh giá bệnh nhân. Và chúng ta cần phải đánh giá và dự đoán các cái khó khăn trong các cái can thiệp đường thở thông thường, đúng ạ? Và ngay cả tại chúng tôi cũng là một số các bác sĩ mà trực thường xuyên cái khoa cấp cứu, thì trong một số trường hợp thì cái chuyện mà chúng ta cường sự kiểm soát đường thở chẳng hạn, đặt ống nội khí quản hay mở khí quản cũng rất là khó khăn trong số một số các trường hợp khác mà chúng ta đánh giá nhanh các cái tình huống như thế này. Khi mà chúng ta tiếp xúc ban đầu với bệnh nhân chẳng hạn, bệnh nhân có cổ ngắn, đúng không ạ? Bệnh nhân béo phì quá, bệnh nhân có răng giả hoặc không có răng, đúng không ạ? Bệnh nhân già yếu, hay bệnh nhân tuổi cao, đúng không ạ? Hay bệnh nhân mà có cái đường thở chít hẹp nặng, có nguy cơ như vậy. Đây, trên đây là các cái lược đồ rất là cơ bản, cái cách mà chúng ta có thể mở thông đường thở như thế nào, chẳng hạn như để tư thế bệnh nhân nằm ngửa, nâng cằm mà nửa đầu nhẹ bệnh nhân lên. Và nếu như bệnh nhân mà nghi ngờ chấn thương cổ sống cổ, chúng ta cần phải cố định cổ cho bệnh nhân và hạn chế các cái cử động của cổ sống cổ, và có các cái biện pháp mà hay là có các cái thiết bị mà nó khá là đơn giản thôi để chúng giúp chúng ta kiểm soát đường thở. Và đôi khi chính nhờ những cái biện pháp này mà chúng ta có thể cứu sống được bệnh nhân, chẳng hạn như dùng canin Mayor để giúp cho có thể duy trì cái đường thở một số bệnh nhân mà hôn mê hoặc là có các cái chấn thương đường thở rồi, đúng không ạ? Sau đó là các cái chúng ta kiểm soát được cái nhịp thở bệnh nhân như thế nào, và tùy vào cái trang thiết bị và cái dụng cụ mà lúc đó chúng ta có, chúng ta có thể dùng oxy liệu pháp cho bệnh nhân bằng cái canin hay mặt nạ, đúng không ạ? Và điều chỉnh cái mức độ của dòng thở oxy để bệnh nhân có thể đạt SpO2 từ khoảng 94-98% chẳng hạn, đúng không ạ? Chẳng hạn chúng ta để ý một trường hợp nếu bệnh nhân COPD thì cái mục đích SpO2 đặt chỉ nên từ 88-92% thôi, không nên để quá cao, đúng không ạ? Thế thì cái phần này khi nãy thầy Ước đã trình bày khá là chi tiết rồi, đúng không ạ? Chúng ta cần phải bộc lộ cái lồng ngực và quan sát chuyển động của lồng ngực, cơ kéo cô hấp phụ và bụng như thế nào, đúng không ạ? Và các cái dấu hiệu chẳng hạn như hô hấp đảo nghịch, hay là chính là các cái biểu hiện của cái cơ hoành nó mệt mỏi cái cơ hô hấp rồi. Thế thì chúng ta cần phải có để ý các cái biểu hiện khác của cái chấn thương đường hô hấp chẳng hạn như là mảng sườn di động, đúng không ạ? Đánh giá vị trí của cái họng bức hay là chẩn đoán xem bệnh nhân có tràn khí dưới da hay không. Đúng ạ, cái này thì thầy Ước cũng đã nói qua rồi, đúng không ạ? Thế thì
về mặt AC tức là tuần hoàn đúng không ạ, chúng ta phải lập tức trong cái trường hợp mà cấp cứu đúng không ạ, nếu như bệnh nhân gặp chúng ta trong trường hợp cấp tính là bắt mạch cảnh mạch đùi đúng không ạ, ngay trong lập tức trong vòng 10 giây đúng không ạ, nếu như bệnh nhân không có và bệnh nhân mà không tỉnh lập tức chúng ta phải tiến hành CPR ngay lập tức đúng không ạ. Thế thì nếu như bệnh nhân có mạch nhưng mà tuy nhiên lại không bắt được mạch ngoại vi hoặc có các cái biểu hiện nguy cơ của trụy mạch đúng không ạ, chúng ta cần phải đánh giá ngay lập tức các cái tưới máu ngoại vi như thế nào đúng không ạ, và lưu ý từ các cái trường hợp khác chẳng hạn như mất máu từ các cái vết thương hở hay là gãy xương hở hay là chúng ta cần phải băng ép hay cố định ở trong những cái trường hợp đó. Thế thì đối với cả các cái cấp cứu ban đầu mà tuần hoàn chúng ta thiết lập các cái đường truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân và các cái vấn đề này cần phải hết sức là thành thạo trong cái chuyện mà chúng ta cấp cứu, chúng ta dùng cái dung dịch chẳng, rất là đơn giản thôi chẳng hạn như muối 9/1000 hoặc tinh lắc tác chẳng hạn, cái tốc độ và cái tổng lượng dịch thì tùy thuộc vào cái nguyên nhân khác nhau mà gây ra sốc đúng không ạ. Thế thì chúng ta cần phải để ý một số các cái vấn đề chính, chẳng hạn như là các cái dấu hiệu sốc thì nhiều khi là chính là biểu hiện chậm và nó không rõ ràng một số các đối tượng bệnh nhân nhất định, chẳng hạn như các cái vận động viên đúng không ạ, hay phụ nữ mang thai hay bệnh nhân có tiền sử sử dụng các cái thuốc vận mạch hay một số các thuốc tim mạch khác, chẳng hạn thuốc chạy beta giao cảm, thuốc chạy kênh canxi, thuốc ức chế men chuyển hay là ở các bệnh nhân mà chẳng hạn đặt máy tạo nhịp chẳng hạn, và cái sốc đơn thuần nó không phụ thuộc vào cái mức độ huyết áp của bệnh nhân ra làm sao, chẳng hạn huyết áp 90/50 có thể là bình thường khá là nhiều phụ nữ khỏe mạnh, tuy nhiên là huyết áp 120/70 thì lại là có thể là hạ đáng kể ở cái bệnh nhân mà có tiền sử cao huyết áp từ trước đó và huyết áp nền của bệnh nhân từ khoảng 108/109 chẳng hạn đúng không ạ. Vậy thì cái mạch cùng với cả huyết áp chúng ta cần phải đi tìm các cái thông tin khác cùng với cả con số huyết áp chẳng hạn như mạch của bệnh nhân, nếu như mà mạch bệnh nhân nhanh đúng không ạ và kèm theo huyết áp tụt thì các cái dấu hiệu chúng ta cần phải để ý đúng không ạ, mạch nhanh huyết áp tụt nước tiểu giảm đúng không ạ, và cái chính là các cái dấu hiệu sớm của cái chuyện mà bệnh nhân có giảm thể tích tuần hoàn và chúng ta cần phải tiếp tục bù dịch. Và các cái dấu hiệu về mặt thần kinh thì đơn giản nhất đó chính là các cái thang điểm Glasgow đúng không ạ, chúng ta cần phải có các cái thang điểm Glasgow, chúng ta có thể chấm nhanh được và thành thạo cho các cái chấm cái thang điểm Glasgow này rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta cấp cứu cho bệnh nhân đúng không ạ, để chúng ta ghi đủ cái ba cái thành phần mở mắt như thế nào, lời nói làm sao, vận động như thế nào, thường chúng ta nên có những cái thang điểm rõ ràng để chúng ta có thể đánh giá nhanh bệnh nhân trong lúc chúng ta cấp cứu đúng không ạ, và khám và tìm một số các cái dấu hiệu thần kinh khu trú hay là đồng tử ấy, kích thước và phản xạ như thế nào. Thế đây là về mặt phương tiện cấp cứu, thì như chúng ta thấy là ở một số các cái nước tiên tiến trên thế giới thì ngay tại các cái đơn vị cấp cứu ban đầu, các cái xe cấp cứu khác nhau thì người ta trang bị các cái thiết bị từng rất là hiện đại. Chẳng hạn như cái này chúng ta thấy là cái đầu tiên bên tay trái chúng ta cũng thấy là đó chính là cái máy ECMO, thì tại một số nước như khi nãy thầy Ước cũng đã mô tả tại Đài Loan hay Singapore, thậm chí người ta trang bị ngay cả những cái máy ECMO này trên các cái xe cứu thương đúng không ạ. Thì chúng tôi cũng đã làm việc với một số các bác sĩ người đến từ Singapore hay Đài Loan, thì người ta thấy là trong một số trường hợp nhồi máu cơ tim chẳng hạn, sốc tim, người ta đặt ngay cái máy ECMO cho bệnh nhân ở trên cái xe cứu thương này hay thậm chí ở ngay ngoài đường cho bệnh nhân, thì để mà chúng giúp cho bệnh nhân có thể vận chuyển được an toàn cho đến bệnh viện. Và đấy cũng có lẽ chính là cái câu trả lời cho cái trường hợp mà khi nãy bạn gì có hỏi về cái vết thương tim mà chúng ta làm gì cho bệnh nhân, khi mà chúng ta cứ càng ép tim thì bệnh nhân có thể càng tồi tệ đi, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được cái thiết bị ECMO để đặt cho bệnh nhân chẳng hạn. Thì tuy nhiên đấy có lẽ là những cái vấn đề trong tương lai, và hiện nay đối với cả Việt Nam chúng ta thì việc chúng ta có thể có những cái trang bị cấp cứu hiện đại như thế này trên những cái cơ sở cấp cứu ban đầu thì có lẽ vẫn là rất hết sức khó khăn. Thế thì về mặt điều trị xuất viện thì xin chỉ nói hết sức là ngắn gọn thôi. Về trị xuất viện thì nó đã nằm ở trong cái phần mà chúng ta đã học từ đầu cho đến giờ rồi. Thế thì tùy theo mặt bệnh đúng không ạ, trình độ của cái cơ quan hay cái nơi mà chúng ta cấp cứu bệnh nhân hay cái nhân viên phụ trách cấp cứu, thì chúng ta làm các cái biện pháp cấp cứu ban đầu, chẳng hạn chúng ta dùng các kháng tiểu cầu kép đối với cả bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim cấp của ST tranh lên đúng không ạ, hay là hội chứng đồng bành cấp chẳng hạn đúng không ạ, chúng ta lập tức tùy theo trình độ của chúng ta đúng không ạ, tùy theo khả năng của chúng ta hay chúng ta đã được đào tạo đến đâu, chúng ta có thể dùng thở oxy hay là thở máy không xâm nhập các bệnh nhân mà hen phế quản cấp tính hay là COPD, hay chúng ta thậm chí có thể dùng các cái thuốc mà cấp cứu giãn phế quản chẳng hạn đúng không ạ, hay sử dụng các thuốc chống an thần chống co giật ở các cái bệnh nhân mà có co giật cấp tính hay các bệnh nhân tai biến mạch não đúng không ạ. Và cần rất là nhấn mạnh từ đầu đến giờ đó, chúng ta cần phải xác định các cái trường hợp sốc để chúng ta làm các cái biện pháp rất là đơn giản thôi, đó chính là truyền dịch cho bệnh nhân đúng không ạ. Và một số các cái nơi mà hiện đại thì chúng tôi cũng thấy là có các cái bơm tiêm điện ở trên các cái xe cấp cứu để chúng ta có thể truyền một số các thuốc vận mạch cần thiết cho các bệnh nhân mà đã có sốc hoặc là có nguy cơ sốc, hay cần phải chẩn đoán các cái bệnh lý khá là đơn giản chẳng hạn hạ đường huyết, tức là các cái cấp cứu mà tương đối là nhanh chóng và hiệu quả cho bệnh nhân. Và ngoài ra khi nãy thầy Ước cũng đã có nói trong cái bài của thầy đúng không ạ, cái chuyện mà chúng ta giữ phối hợp giữ liên lạc với các cái chuyên gia, cái bệnh viện mà tuyến trên này, các cái bệnh viện mà sẽ tiếp nhận bệnh nhân của chúng ta đến và sau đó là hết sức là quan trọng. Bởi vì trong nhiều trường hợp đúng không ạ thì chúng ta cần phải có một cái người chúng ta có kinh nghiệm hơn, chúng ta gọi một cách hết sức là nhanh chóng và có cái thông tin để chúng ta xử trí được bệnh nhân một cách nhanh chóng và phù hợp nhất.
chẳng hạn như hiện nay chúng ta thấy thấy là các cái bệnh nhân, là các cái bác sĩ ở các cái tuyến dưới thì nhiều khi hội chẩn với chúng tôi thông qua các điện thoại bằng các cái hình thức cá nhân thôi mà thôi, nhưng tuy nhiên hiện nay cũng đã có rất là nhiều nơi, có rất là nhiều cái tổ chức, người ta tổ chức là những cái nhóm, cái tổ đội nhóm hay những cái group mà chúng ta làm ở trên các cái nhóm ở trên chẳng hạn như Facebook hay là Zalo hay là Viber gì đó thôi, rất là đơn giản, trong đó chúng ta có thể chia sẻ được các cái thông tin về các cái bệnh nhân chúng ta cấp cứu ngay trong cái thời điểm đấy và có được cái thông tin từ các cái chuyên gia một cách nhanh chóng và phù hợp nhất. Chẳng hạn như đối với bệnh nhân STEMI thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái phòng cath lab hay chuẩn bị cái ekip can thiệp càng nhanh càng tốt, được các cái cơ thở sở có thể can thiệp được động mạch vành, như chúng ta đã biết thì mở thông mạch vành càng sớm cho bệnh nhân thì càng sẽ càng hiệu quả. Hay đối với cả bệnh nhân nhồi máu não cấp thì chúng ta chuẩn bị các cái có nghi ngờ nhồi máu não cấp thì chúng ta chuẩn bị các cái đơn vị can thiệp với chuẩn bị các cái máy móc chụp mạch cho bệnh nhân như thế nào và cách phù hợp nhất để cho chúng ta có thể tại cái chẳng hạn như tại khoa cấp cứu 39 của thầy Sơn thì chúng ta thấy là có các cái cơ sở hay là có các cái ekip mà chúng ta cấp cứu các bệnh nhân bị tổn thương nhồi máu não khá là hiệu quả và hiện nay thì đã trở thành thường quy ở tại bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra thì các cấp cứu chấn thương khác như là thầy Ước cũng đã nói trong cái bài của thầy đúng không ạ? Và một cái vấn đề quan trọng là chúng ta cần phải có các cái đào tạo liên tục và trực tiếp cho các cái bệnh các cái nhân viên mà sẽ tham gia và trực tiếp vào các cái ekip cấp cứu là như vậy. Thế thì để cấp cứu, để kết luận lại, thế thì cái chuyện mà chúng ta vận chuyển bệnh nhân cấp cứu đó chính là quan trọng nhất, chúng ta phải quan toàn và an toàn và kịp thời, và chúng ta phải các cái vấn đề mà chúng ta chẩn đoán xác định cho bệnh nhân thì đôi khi là không quá là quan trọng mà cái chuyện là chúng ta đảm bảo cái chức năng sống và chúng ta vận chuyển là an toàn bệnh nhân cho đến khi mà bệnh nhân đến được cái viện hay đến được cái cơ sở mà có thể xử lý được cho bệnh nhân một cách chuyên sâu hơn, và chúng ta hạn chế tuyệt đối các cái tổn thương mà có thể gây ra trong các cái giai đoạn cấp hay là cái tổn thương do chính chúng ta gây ra trong cái quá trình mà chúng ta cấp cứu bệnh nhân, và nhanh chóng chúng ta chuyển bệnh nhân đến các cái cơ sở mà chuyên khoa có thể xử lý được. Thế thì cái quá trình này nó phụ thuộc vào khá nhiều vào cái trình độ của cái cơ sở, cái nhân viên cấp cứu ban đầu. Thế tuy nhiên cái chuyện tối quan trọng đó chính là chúng ta cần phải giữ được cái thông tin liên lạc, có được cái sự hội chẩn một cách nhanh chóng và cần thiết với các cái chuyên gia khác nhau, và chúng ta cũng rất là quan trọng cái chuyện chúng ta đào tạo liên tục, và đấy chính là lý do để chúng ta mở ra những cái cua đào tạo như ngày hôm nay tại hội nghị tim mạch toàn quốc năm 2019. Và xin kết thúc cái bài báo cáo của mình tại